Táo quần Karin hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Rối loạn co thắt cơ bàng quang không chỉ ảnh hưởng sức khỏe mà còn là trở ngại trong công việc và cuộc sống hàng ngày của người bệnh. Trời ơi, tôi rầu ghê lắm. Cứ là ban đêm là tiểu nhiều nè, ban ngày là mất kiểm soát tiểu tiện. Tôi thấy cái những triệu chứng nó y chang với cái bệnh tôi bị này. Rối loạn co thắt cơ bàng quang, tiểu nhiều lần cũng tiểu có. Xóng luôn tiểu xóng nè, tiểu gấp rồi, luôn nè. Đúng rồi. Mỗi lần tôi đi ra ngoài đó hả, cái tôi phải đi tìm nhà vệ sinh. Riết tôi mặc cảm tôi không muốn đi đâu luôn đó. Vậy thưa bác sĩ, đâu là yếu tố làm mà gia tăng nguy cơ rối loạn co thắt cơ bàng quang? Và làm sao để mình có thể phòng ngừa được đây ạ? Có nhiều yếu tố nguy cơ dẫn đến rối loạn co thắt cơ bàng quang, vấn đề tuổi tác, giới tính, do lối sống, do bệnh nhân bị béo phì. Vậy làm thế nào để điều trị tình trạng rối loạn co thắt cơ bàng quang, cũng như đâu là giải pháp giúp người bệnh có thể giảm bớt những phiền toái do tình trạng bệnh gây ra? Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bác sĩ gia đình với chủ đề giải pháp giúp người rối loạn co thắt cơ bàng quang sống vui khỏe, phát sóng lúc 12:50 Chủ nhật ngày 25 tháng 6 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.